Chào anh em nhá. Chào mừng anh em đến với chương trình giới thiệu sản phẩm mới nóng hổi của shop Ngọc Ánh, shop Tân Ánh nhá. Các bác lưu ý này, đây là chương trình YouTube của shop Ngọc Ánh, shop Tân Ánh với 5 đầu số điện thoại để các bác liên lạc. Mạng Vina, 3 số của mạng Viettel, 1 số của mạng Mobi. Các bác liên hệ nhá. Các bác gọi số này không được gọi số khác. Như các bác đã thấy đây, hôm nay là giới thiệu cho các bác bộ quần áo ngụy trang nhá, quần áo ngụy trang. Hàng đẹp. Cái này thì shop đặt rất là lâu rồi, hàng mới về nha, rất là đẹp nha. Đây là quần này, đây là áo này nha, áo này các bác. Bây giờ tôi sẽ mặc thử cho các bác xem luôn. Vừa mặc vừa giới thiệu. Tôi đang mặc cái size này thì nó là size nhỏ nhất mà tôi đặt được, nó là gọi là size 44 nhá, size 44. Thì tôi là cao 1m65, nặng được 53kg nhá. Mặc thì nó sẽ là, nó sẽ hơi rộng nhưng mà cũng là dạng vừa. Thế còn cái này nó sẽ có nhiều số đấy, đủ các số cho các bác lựa chọn nhé. Các bác nào số to cũng có và số nhỏ tầm người như tôi thì mặc cái bộ này là sẽ vừa tầm nhé. Đây là cái quần nhé. Đây để các bác nắm được cái quần này, không quay cảnh này. Cái quần này nhá, rõ không? Túi là túi chéo, nhá, túi chéo này. À, túi chéo rất là sâu. Túi chéo. Bác lưu ý là chỉ có hai túi chéo thôi. Đằng sau mông là không có túi nhá. Đằng sau mông là không có túi. Và cái quần này là may cạp, là cạp chun. Cạp chun này. Có dây rút. Đấy. Thì này là phục vụ cho các bác cái cỡ bụng nào cũng vừa. Nhá, bụng nào anh em bụng nào cũng vừa. Đây, dễ mặc. Cạp chun. Không có khóa đây đâu nhá. Giải quyết là việc kéo xuống. Đấy. Đây hiện chỉ cho các bác này cái quần. Còn tiếp tục cái áo nhá. Áo. Đây này các bác này, các bác nhìn này. Đây là tôi sẽ không bỏ ra, để sau tôi mới bỏ ra các bác xem. Đây là cái lưới đen của nó. Cái phần này ấy, khi mà các bác không tở này ra ấy thì cái này sẽ đẹn lên cổ. Đẹn lên cổ ra với cổ áo luôn. Đẹn lên cổ của mình nhá. Thế còn các bác mà bỏ ra chụp ra phía ngoài thì sẽ giúp là chắn. Đây tôi mặc làm thử cho các bác luôn. Chắn mũi ấy nhá. Đây. Ống tay nhá, ống tay là có thun, thun bu rông, thun bu rông nha anh em nhé, rất là tiện gọn gàng. Khóa là khóa kéo bằng nhựa trơn, khóa kéo nhá. Túi hai bên, túi hai bên nhá, túi bên là sâu chắc đấy. Này cái miệng túi này, miệng túi này cũng có khóa nhé, để các bác kéo lại bảo vệ đồ, chống rớt đồ nhá. Nói chung là cái bộ này tôi thấy là may rất là chắc chắn, đảm bảo và cũng đẹp nhé. Thế giờ đến cái mũ này, hình thức mũ. Cái mũ này là sẽ liền với bộ quần áo nhá, liền bộ quần áo. Các bác mà đi săn ấy, muốn mà chống mũi ấy, đây này, chụp lên, kéo đường khóa này xuống nhá. Thì cái đây này các bác thả vào trong này, thả trong này nhá. Và các bác kéo lên. Đấy. Thì cái này ấy, là sẽ giúp cho các bác chấm được mũi dính bay vào mặt, để anh em đi săn trong thời gian mà ngồi thì dình bẫy nhá, dình bổ ấy, dình bổ ấy. Cực kỳ hay luôn nhá. Cái này nó thiết kế rất là hay nha các bác nhá. Đây có vải đen này. Thế còn nếu mình không dùng vải đen này thì mình sẽ bỏ nó ra nhé. Bỏ ra và hất ra phía ngoài này. Em bỏ ra các bác nhé. Thế còn nếu mà anh em không dùng cái mũ này này, để ra phía sau hết, thì anh em dùng kết hợp với lại cái mũ lưỡi chai. Đeo mũ lưỡi chai. Còn anh em đi rừng kết hợp mua thêm cái túi đựng đồ nhé. Đây này. Kết hợp dùng cái mũ lưỡi chai. Đúng là mua lên chai màu, đúng màu cỏ khô luôn nhá, màu lá cây khô luôn. Hoặc là anh em kết hợp mua theo cái túi đựng dụng cụ bẫy này, khá là to đấy, đựng đủ được loa điều khiển từ xa này, dò bẫy nhá. Đây đây này, quá là đẹp luôn nhá, ok luôn. Rồi đây là mặc sơ cho các bác thấy cái hình thức nó như thế này nhá. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác để các bác nắm được là bộ quần áo này như thế nào. Quay lại đây. Đây
Tôi sẽ lấy cái áo này trước cho các bác xem áo trước. Về màu là thực tế như này nhá, các bác nhìn này, màu lá cây khô, vải là vải kaki, vải kaki mặc mát êm, không phải là cái vải không thấm nước, nó bí nó nóng, vải là vải kaki hút mồ hôi nhá các bác nhá. Đường may nét chỉ rất là chắc chắn này, viền trong xong đến đường may, nói chung là cái này là may chắc chắn này, đẹp đẽ đấy, hàng này hàng chuẩn mà, hàng này là hàng đẹp nhất mà trong những cái lô hàng mà shop nhập được nhá, cả về màu mè này, cả về hình thức này, đây khóa này, khóa túi nhá, bảo vệ chống mất đồ, đấy nhá, hai túi này, đấy còn màu là màu thực tế như này các bác nhá, cái này nó không phải là cái vải mà vải mưa, vải gió chống thấm nước đâu, mà vải này là vải kaki thì nó sẽ ngấm nước, nó sẽ bị ướt nước nhá, thì mặc các bác là có độ mát, độ ngấm mồ hôi, nó không bị bí, không bị nóng. Thế cái này dành cho anh em toàn quốc, ở đâu cũng mặc được, anh em trong Nam thì mặc chống nắng, anh em ngoài Bắc thì mặc mùa đông ấm nhá. Đây phía sau lưng đây cả một cái lèn lá khô như này, nó tương đối là nó giống nhau đấy, bộ đạo tương tự như này hết đấy nhá. Thế còn về cái kết cấu ống tay đây này là sẽ có bu rông, chun bu rông lại đấy, để cho nó gọn gàng, nó không có bị tua, không bị rơi nhá. Thế đây còn cái thiết kế đặc biệt ở trên mũ này là dành riêng cho anh em đi săn đấy, anh em đi săn bẫy, gọi là đồ này đồ ngụy trang mà. Đây. Thì anh các bác mà không bỏ cái miếng này ra, các bác để này xuống đây, thì cái miếng này sẽ nót vào cổ của mình nhá, nót lên cổ của mình. Còn khi bỏ ra thì cái này nó sẽ giúp cho mình chắn được muỗi nhá, chắn được muỗi diễn tàn ở mặt. Đây như vừa nãy tôi đã làm rồi đấy nhá. Thế đây là cái áo này, các bác xem trước khi mua hàng thì xem cho kỹ nhá. Chất liệu vải kaki, màu đúng là như thế này. Các bác mua hàng thì liên hệ trực tiếp với lại shop nhá, theo số điện thoại ở đầu trang lúc nãy nhá. Đây là cái quần. Đây cái quần đây. Nhá. Quần đây các bác này. Nó là dạng chun. Dạng chun này. Số thì có thể là nằm ở trong này. Đây là cái này số 48. Dạng chun này có dây rút nhá, dạng chun có dây rút, hai túi hai bên. Hai túi hai bên như này thôi. Chứ không có túi hộp. À, phía sau mông cũng không có túi, không có khóa đây đâu. Các bác có giải quyết thì nỗi buồn các bác phải kéo xuống. Đấy, nhá. Đây là cái quần, đây là các bác xem rất là chi tiết nhá. Quần là may theo kiểu ống suông, ống khá là rộng, không có bó, phù hợp với lại thon người, anh em nào cũng mặc được nhá. Thế còn anh em nào mà đi giày cho vào trong tất thì sẽ bó ống này nhỏ lại, chứ còn không thì nó là ống thuông suông như thế này. Đấy. Thì đối với cái bộ này ấy, thì là dành cho tất cả anh em, dành cho tất cả mọi miền đất nước, đâu cũng mặc vừa, đâu cũng phù hợp nhé. Thế còn về cái size ấy, thì sẽ có 3 cái size cơ bản để anh em lựa chọn. Anh em size nhỏ tầm người như tôi hoặc là nhỏ hơn. Nhỏ hơn thì cũng chỉ có cỡ này là nhỏ nhất rồi nhé, là số 44. Đấy, số 44. Còn anh em nào mà cao tới 1m7, nặng mà trên 60 cân thì sẽ có số 46 nhá, sẽ có số 46 này. Số 46 đây. Thế còn anh em nào mà là ngoại cỡ nhất thì sẽ có số 48. Thì có cao 1m7, 5m80, 80 cân, 90 cân thì cũng mặc ok. Đấy, lần này là nó có được cả cái size nhỏ cho anh em. Chứ lúc trước là tôi có nhập cái bộ vải không thấm nước, nó có dạng vải gió, size to quá đến tôi không mặc được. Thế cái này tôi sẽ kiếm được bộ này để đi săn rồi. Thế đây là chi tiết cái bộ quần áo ngụy trang nhé. Đấy, anh em có nhu cầu thì vui lòng liên hệ trực tiếp với lại số điện thoại của shop Tân Ánh Ngọc Ánh nhá, Việt Nam Tân Yên Bắc Giang. Anh em alo trực tiếp, hàng ship COD. Cái này thì thông báo giá luôn cho các bác để các bác xem video các bác nắm được này. Giá của một bộ quần áo này là 600.000. 600.000 đã bao gồm cả cước phí nhá, cả cước phí chuyển phát nhanh cho các bác về tới nhà. Xem hàng, kiểm tra hàng, xong thanh toán tiền. Đấy, người thật việc thật, các bác mua hàng thì được bóc hàng ra xem và kiểm tra. Đúng bộ quần áo như này, như là tôi giới thiệu, như là tôi quảng cáo đây, không sai, đúng màu mè, không có lỗi.